Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với một địa điểm mới, nơi sở hữu lối kiến trúc châu Âu lạ mắt và được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, đó là Cung An Định ở Huế. Nếu ai đã từng xem MV Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp của nữ ca sĩ Hòa Minzy, chắc hẳn sẽ rất ấn tượng bởi một kiến trúc cổ đầy tính nghệ thuật, đó chính là Cung An Định Huế. Đây chính là bảng thông báo giá vé vào thăm Cung An Định, người lớn là 50.000 và trẻ em dưới 12 tuổi sẽ được free. Lúc này thì mình đang mua vé. Công trình này tọa lạc ngay bên bờ sông An Cựu, số 179B Phan Đình Phùng, nay thuộc phường Đệ Bát, thành phố Huế. Cung An Định được xây dựng vào năm 1917. Đây là công trình độc đáo gắn bó với nhiều vị vua cuối triều Nguyễn như vua Khải Định, vua Bảo Đại, Hoàng hậu Nam Phương và Hoàng tử Bảo Long. Đằng kia chính là Đình Trung Lập và cửa chính Cung An Định. Cổng chính làm theo lối tam quan, hai tầng, trang trí bằng sành sứ đắp nổi rất công phu. Đình Trung Lập nằm ngay phía trong cửa, kết cấu kiểu đình bát giác, nền cao. Trong đình nguyên còn đặt một bức tượng đồng vua Khải Định, tỷ lệ bằng người thật, đúc từ năm 1920. Từ khu vực này, các bạn có thể chụp những tấm ảnh check-in siêu xịn sò nhé. Lầu Khải Tường nằm phía sau Đình Trung Lập là công trình kiến trúc chính của vua An Định. Chữ Khải Tường nghĩa là nơi khởi phát điềm lành. Tên lầu là do vua Khải Định đặt. Lầu có 3 tầng, xây dựng bằng các vật liệu mới theo kiểu lâu đài châu Âu, chiếm diện tích tới 745m². Lầu được trang trí rất công phu, đặc biệt là phần nội thất của tầng 1 với các bức tranh tường có giá trị nghệ thuật cao. Tầng 2 và tầng 3 xưa kia là chỗ ở của Hoàng Thái Hậu Từ Cung, hiện là nơi thờ thần linh. Toàn bộ mặt trước của công trình được trang trí là những chi tiết hoa văn vô cùng tỉ mỉ và công phu. Cung An Định có lối kiến trúc theo kiểu mô típ Roman cận đại, xen lẫn với các hoa văn truyền thống như phượng, rồng, bát bửu. Tổng hòa lại tạo nên một công trình kiến trúc vô cùng độc đáo, vừa mang nét hiện đại của châu Âu, vừa thể hiện cái hồn của văn hóa phương Đông. Cung An Định chính là nơi gắn bó của Nam Phương Hoàng hậu, một người phụ nữ có tài, có sắc nhưng không có tình yêu trọn vẹn. Có thể thấy rằng, Cung An Định Huế là minh chứng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa lối kiến trúc phương Đông và châu Âu. Vậy là chúng ta đã kết thúc chuyến khám phá chớp nhoáng nhưng cũng đầy thú vị ở Cung An Định rồi. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và đón chờ những clip mới nhất của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!